Dạ, mình chào với cô chú anh chị. Hiện tại thì tối nay á thì không biết người trong nhà là ai vậy đó nha. Thì mời cả nhà mình coi ai là người đặt ba phần ăn này cả nhà, ba hộp. Anh Gáp vào tới thì để coi bên trong ai là người đã nhận. Ai thấy rồi, có người rồi. Chị không lo cả nhà ơi, chị không lo là người đã nhận luôn. À, chị không lo tối nay ra nhận này rồi nhận ăn luôn. Chị không lo đặt đồ ăn luôn cả nhà. Thì tối nay chị rất là mệt rồi cả nhà. Chị ra cho nhận lẹ là chị đi vô trong chị nghỉ cả nhà. Đó thì đây là anh Gáp nè. Phải nói Sài Gòn bây giờ khá là tiện nghi luôn đó nha. Dạ thì đồ ăn mà cứ lên mạng mà đặt Grab là ok. Vì ông lon ra tăng 2 cả nha. Tối nay thì không biết chị Hồng Loan không có được ở nhà, cứ đi lên đi xuống bàn thờ của ba hoài cả nhà. Mua đồ ăn về okay. Tối nay chắc chị lại mua đồ ăn về cho anh Hải cùng với lại bé Bun và bé Ken ăn đã đói cả nhà, kia khỏi nấu nước. Tối nay mặt trăng rất là đẹp luôn cả nhà. Tối nay mặt trăng cả nhà nhìn thấy đẹp ghê không? Tại hội thôn nhân cùi mía quá ha, quay cả nhà thấy không rõ chứ rất là đẹp luôn. Tối thì còn có mấy anh em đây quay à. Chị Hồng Loan đang soạn đồ ra cúng cho ba gì đó nha. Cứ phải không mà thấy chị đang đi tới lui hoài luôn. Xuống nhà dưới rồi cả nhà. Chị đang đi tính đi ra ngoài nè cả nhà. Ủa gì chưa ngủ nữa, chị ra ngoài nữa. Chị ra chị lấy nước trong tủ lạnh nè cả nhà. Nước uống á. Tôi chỉ ra ngoài đây chứ. Hiện tại là chị Hồng Loan mua ba phần ăn đó xong rồi đi lên lầu kêu anh Hải và cùng bé Kem bé Buôn xuống dưới phòng nhà bếp đó, dưới ăn cả nhà, cùng ăn ăn tối cả nhà. Dạ thì để ông nhân coi ăn tối cùng với gia đình thì chị lên trên cái tủ đông đó, chị lấy nước đá để mà uống cả nhà. Hồi nãy thì anh Phương cả nhà cũng chở chị mình Bum đi chơi rồi, tôi về tới
đi đổi thì tới thợ nhân sẽ quay chia sẻ cả nhà mình xem nhé. Dạ. Tối hôm nay rất là mát luôn. Giờ tối khu vực này vắng lắm luôn đó nha. Giờ còn hậu nhân với quyền thổi đây nè, với dân đàn ở 5-3 anh em ở đây quay và chia sẻ cả nhà mình xem. Rất mong cả nhà yêu quý hãy đăng ký kênh cho ba anh em nha cả nhà. À, tối nay thì anh Pha bất ngờ nhận một cái đơn hàng này cả nhà, phải nói là đấy, 3 thùng nước ngọt. Dạ, chào cô chú anh chị. Hiện tại thì tối nay và anh Pha cùng chú Chánh thì ở bên trong, thì anh Phương với lại chị Bum thì ra ngoài này cả nhà. Thì hôm nay cũng hơi vắng khách cả nhà. À, chú Chánh cũng ra gỡ bảng vô trong nghỉ rồi cả nhà.